Đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang vừa phát hiện 10 thùng giấy các tông bên lề đường quốc lộ 91 thuộc phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Bên trong đó có khoảng 25.000 chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp do một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đội quản lý thị trường đã tạm giữ số khẩu trang nói trên do không ai xuất trình được hóa đơn chứng từ. Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường, rất có khả năng đây là hàng của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn mua về tích trữ, đợi tăng giá để bán kiếm lời.